Em mới mua xe mà chưa biết sự lựa chọn cho cái cam hành trình nào cho chiếc xe của mình ấy. Thì hôm nay hãy đến với Agala Thái Nguyên Auto 365 Thái Nguyên trang bị ngay cho anh em một chiếc cam hành trình với map KC01 hỗ trợ cảnh báo giao thông cho anh em nhá. Con này thì vô hình full HD và cái hình full trước sau anh em. Đây con này sẽ có cả cam trước và cam sau. Cam trước sẽ hình 2K và cam sau hình full HD 1080. Đồng thời có hỗ trợ cảnh báo giao thông cho anh em. Có cảnh báo gì ạ? Đây, anh em thấy không ạ? Có cảnh báo giao thông, có cảnh báo tốc độ nhá, cao khu dân cư này, camera phạt nguội này. Đấy, đầy đủ hết các tính năng. Và cái con này thì mắt cảm biến của Sony rồi nên là cái cho ra cái chất lượng hiệu ảnh cực kỳ sắc nét. Đấy, mà con này lắp thì rất là nhỏ gọn và kết nối xem lại trên điện thoại cho anh em. Đấy, nó chỉ bằng nhỏ như này thôi, không có màn hình nên là không gây chói mắt cho anh em khi mà đi vào buổi tối. Đấy, và xem lại thì trích xuất video trên điện thoại. Đấy, anh em chỉ cần tải cho em một cái app về trên máy thôi. Đây. Đấy. Tải cho em một cái app Vietmap Grid này về trên máy và anh em sẽ kết nối với điện thoại. Sau này anh em muốn cập nhật firmware này, con này sẽ 6 tháng. Nó cập nhật theo quý, khoảng 3 đến 6 tháng một lần thì nó sẽ cập nhật một lần và anh em sẽ có tự cập nhật tại nhà và anh em không phải đến showroom cập nhật nữa. Đấy, cập nhật chẳng trên cái phần mềm Vietmap đấy và nó sẽ tải firmware trên máy và đẩy lên trên cái chiếc cam này của anh em tự cập nhật được tại nhà và không phải đi lại, không phải mất thời gian cập nhật như cái cam hồi trước nữa. Đấy, và đây dây điện thì khi mà lắp đặt đây anh em thấy không ạ? Lắp đặt thì đi hết vào trong hệ thống điện của trên xe, rất là gọn gàng và thẩm mỹ chứ không có đi ra ngoài làm mất thẩm mỹ trên chiếc xe của mình. Đấy. Và với chế độ bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới cho anh em thì anh em an tâm cho chiếc sử dụng chiếc cam này nhá. Còn anh em mà chưa biết lắp cam ở đâu ạ? Đến với Agala Thái Nguyên Auto 365 Thái Nguyên ngay anh em nhá.